Chùa làng mọc ở xóm côi, sớm khuya hai buổi nghe hồi chuông ngân, rủ nhau xuống bể mò cua, lên non bẻ củi vào chùa nghe kinh. Và thời giờ này, thay lời ban tổ chức, xin kính mời toàn thể đạo tràng hướng lên lễ đài sân khấu chào đón Phật tử Thu Phương qua ca khúc có tựa đề Vào Chùa. Xin kính mời quý vị cùng nghe. Sống trong ánh hào quang của chư Phật.